Chào các bạn ha, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn một giải đáp một vài câu trắc nghiệm tham khảo trong chương trình tin học lớp 7 ha. Thì chúng ta bắt đầu về câu 1. Hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính. Máy ảnh nhập dữ liệu thì các bạn hình dung máy ảnh thì nó liên quan đến hình ảnh ha. Thì máy ảnh thì nhập dạng dữ liệu là hình ảnh chúng ta chụp hình, chúng ta đưa hình ảnh vào trong máy tính. Rồi vậy là đáp án C. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài? Thì các bạn xem những cái thiết bị này, thiết bị nào có liên quan đến âm thanh thì chỉ có loa thôi ha. Thì loa nó sẽ làm nhiệm vụ là phát âm thanh từ máy tính ra ngoài để cho chúng ta nghe. Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào màn hình, loa, chuột và máy chiếu? Thì các bạn thấy cái thiết bị nào mà chúng ta đưa dữ liệu vào bên trong máy tính là thiết bị vào, đưa đưa vào bên trong đúng không? Màn hình thì nó nhiệm vụ là nó xuất âm hình ảnh ra ra ngoài cho mình xem thì gọi là thiết bị ra. Loa thì nó xuất âm thanh ra ngoài nên gọi thiết bị ra luôn ha. Máy chiếu thì cũng vậy, xuất hiện hình ảnh ra đưa ra ngoài cho chúng ta. Thì chỉ còn có chuột là chúng ta đưa con trỏ vào trong dữ liệu vào trong máy tính, đưa con trỏ vô trong máy tính để chúng ta chọn đó. Các bạn muốn chọn cái gì thì các bạn phải cầm con chuột các bạn chọn thôi. Vậy là đưa cái lệnh của chúng ta vào trong máy tính thì gọi là thiết bị vào. Câu 4. Em hãy cho biết chức năng của bàn phím dùng để làm gì? Tiếp nhận dạng hình ảnh là không phải. Thông tin, tiếp nhận thông tin thông qua các nút nhấn và cuộn là chuột ha. Tiếp nhận thông tin thông qua các phím gõ, đây đây là bàn phím. Các bạn đọc các bạn cũng có thể hình dung được mà. Cái dạng âm thanh là micro ha. Em hãy cho biết chức năng của máy in dùng để làm gì? Chức năng của máy in đưa thông tin dạng âm thanh là không đúng. Đưa thông tin ra ngoài thông qua việc hiển thị trên các thiết bị là cũng không đúng. Đưa lên trên màn chiếu là cũng không đúng luôn. Chỉ còn cái là đưa thông tin ra việc in ra giấy thôi. Đây là những cái câu hỏi khá là đơn giản ha. Các bạn đọc các bạn cũng có thể hình dung. Có mấy loại phần mềm chính? Thì chúng ta có hai loại phần mềm chính, đó là phần mềm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng ha. Phần mềm hệ điều hành ví dụ như trên điện thoại Samsung thì xài Android, trên điện thoại iPhone thì xài iOS, đó là cái phần mềm hệ điều hành ha. Trên máy tính thì có Windows 7, Windows 10. Rồi ví dụ như trên điện thoại thì có xài Google Chrome nè, Facebook nè, TikTok nè, đó là những cái phần mềm ứng dụng. Trên máy tính cũng vậy ha. Là có hai loại phần mềm chính là phần mềm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. Hệ điều hành là chương trình máy tính có nhiệm vụ quản lý điều khiển, có nhiệm vụ quản lý điều khiển các hoạt động của máy tính ha. Đây là cái đáp án chính xác luôn. Quản lý điều khiển các hoạt động của máy tính. Nói chung là mà máy tính mình muốn xài được thì phải phải có hệ điều hành thì chúng ta mới sử dụng được. Này là phần mềm ứng dụng, này cũng ứng dụng và cái này cũng là sơ đồ tư duy, cũng là phần mềm ứng dụng. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về hệ điều hành? Phải được cài đặt thì máy tính mới hoạt động được. Là chắc chắn máy tính muốn xài được phải cài hệ điều hành nha các bạn. Cài đặt vào khi có nhu cầu sử dụng thì đó là phần mềm ứng dụng. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành đó là phần mềm ứng dụng. Không tạo môi trường để chạy phần mềm ứng dụng. Hệ điều hành là tạo môi trường để chạy phần mềm ứng dụng nha. Vậy tóm lại phần mềm hệ điều hành là phải được cài đặt khi máy tính, cho máy tính mới sử dụng được. Hệ điều hành trong các phần mềm dưới đây thì Windows 10 là hệ điều hành trên máy tính ha. Windows 10, Windows 7, Windows 8 đó là hệ điều hành. Này là Excel là bảng tính, là ứng dụng. PowerPoint là thầy cô dạy giáo án điện tử cho các bạn, đó là sử dụng PowerPoint. Microsoft Word là thầy, đây cái chương trình mà thầy đang sử dụng đây là Microsoft Word ha. Chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phần mềm dưới đây. Ứng dụng thì Windows 10 là hệ điều hành Linux, hệ điều hành iOS là của Android, của Apple.
Còn Rust là phần mềm lập trình ha. Đây là phần mềm ứng dụng, phần mềm để chúng ta có thể lập trình giải bài toán hoặc là một cái game, phần mềm Rust. Có thể phân loại sao lưu dữ liệu theo mấy cách thì chúng ta trên lý thuyết là chúng ta có ba loại ha, ba loại sao lưu, tức là các bạn đang xài dữ liệu trong máy tính thì các bạn có thể các bạn sao lưu dữ liệu trên cái máy tính này luôn ha. Cách thứ hai là các bạn sao lưu ra một cái ổ đĩa CD hoặc một cái USB, các bạn đem ra các bạn cất bên ngoài, các bạn đem cất ở trong tủ ha. Đó là một cái hình thức sao lưu. Cách thứ ba là các bạn lưu hình ảnh các bạn hay là bất kỳ dữ liệu gì bạn lên trên những cái trang web trực tuyến như là Google Drive hay là OneDrive, rất là nhiều, là có ba kiểu các bạn. Biện pháp thường dùng để bảo vệ dữ liệu thì bảo vệ dữ liệu thì chúng ta có sao lưu dữ liệu nào và phòng chống virus nè. Phòng chống virus cũng là sao lưu dữ liệu, tại vì các bạn không phòng chống thì virus vô nó cắn hư hết hình ảnh, hình ảnh video của bạn thì chúng ta sẽ mất thôi. Vậy là câu trả lời là sao lưu và phòng chống virus. Sao lưu tức là các bạn cất cái dữ liệu của bạn thành một cái bản sao. Một cái bản sao thì bất kỳ một cái hình thức nào các bạn có thể copy paste ra một cái bản khác, các bạn lưu. Lưu thì ở như câu trên này chúng ta có ba cái chỗ để chúng ta lưu, đó là sao lưu dữ liệu. Phát biểu này sau đây là sai. Hạn chế của sao lưu nội bộ là có thể mất cả bản gốc và sao lưu. Đây là đúng nha các bạn. Tại vì bản sao lưu nội bộ tức là bản sao lưu trên chính cái điện thoại hay trên cái máy tính của bạn luôn. Mà lỡ cái điện thoại hay máy tính nó hư thì coi như là các bạn mất sạch. Hạn chế của việc sao lưu ngoài. Sao lưu ngoài là chúng ta chép USB hay là chép đĩa CD đó, thì có thể dễ thất lạc bản sao lưu trên thiết bị nhớ. Rồi, là đúng ha. Các bạn lưu trên đĩa quang, câu đĩa CD đó, hoặc là các bạn lưu trên USB thì các bạn có thể đi các bạn bỏ mất hoặc là để đâu chúng ta quên thì có thể là dễ thất lạc. Vậy câu này là đúng luôn. Khi sao lưu ngoài, người ta sử dụng không phải bảo quản thiết bị nhớ và lưu trữ sao lưu. Khi sao lưu từ xa, người sử dụng không phải bảo quản thiết bị. Sao lưu từ xa là các bạn sao lưu trên internet á. Các bạn lưu trên Google Drive hay là OneDrive hay trên Facebook, Zalo gì đó, rất là nhiều cách. Thì các bạn khi mà các bạn sao lưu trên đó thì các bạn không cần phải nhớ là mình cái thiết bị mà mình lưu trữ mình để ở đâu cả ha. Mình chỉ cần nhớ mật khẩu với tài khoản là mình làm được. Chức năng của hệ điều hành Windows là cho phép sao lưu nội bộ là sai ha. Có cho phép tới ba hình thức sao lưu luôn. Vậy là câu C là đáp án đúng. Ý xin lỗi nhầm các bạn. Cái này chọn câu sai. Vậy là câu C là câu đúng luôn. Thầy nhầm xin lỗi. Câu này mới là câu sai nè ha. Chỉ cho phép sao lưu nội bộ là sai. Phát biểu này sau đây là sai. Phần mềm diệt virus giúp ngăn ngừa diệt virus là đúng. Diệt các phần mềm độc hại là đúng. Bật chức năng Windows Defender Firewall là trên Windows 10 là chúng ta sẽ có cái ứng dụng này bật lên thì hạn chế sự tấn công của phần mềm độc hại là đúng luôn. Máy tính đã cài phần mềm diệt virus bật chức năng tường lửa thì không thể bị nhiễm phần mềm độc hại nữa là sai nha các bạn. Không có cái gì là triệt để cả. Cái này là dù có bật và chỉ hạn chế thôi chứ không thể nào mà không thể bị nhiễm là sai. Cái này là chỉ bị hạn chế nhiễm thôi. Sử dụng máy tính một cách hiểu biết giúp bạn hạn chế lây nhiễm phần mềm độc hại là đúng ha. Cái này là mình biết cách sử dụng máy tính rõ thì các bạn sử dụng sẽ bị hạn, thì cái khả năng bị nhiễm virus ha, là phần mềm độc hại nó sẽ bị hạn chế. Vậy là câu C là đáp án đúng. Những yếu tố nào sau đây giúp bảo vệ dữ liệu thực hiện sao lưu là chính xác ha. Cài đặt phần mềm diệt virus là chính xác luôn. Ở này là không giúp bảo vệ nha, không giúp bảo vệ. Bật chức năng tường lửa của hệ điều hành cũng là một cách ha. Truy cập các liên kết tải dữ liệu từ internet khi chưa rõ độ tin cậy. Độ. Câu này là sai. Câu này là không có giúp bảo vệ dữ liệu.
các bạn click vào những cái link virus trên mạng thì các bạn có thể bị mất mật khẩu, hoặc là nó về virus nó về nó cắn phá, nó cắn xé hình ảnh của các bạn, nó vô nó cắn hư, nó làm cho hình ảnh video của bạn hư không là mở lên được. Khi mà các bạn click vào nhầm những cái link liên kết không rõ ràng trên mạng. Câu 16, chọn câu đúng. Sao lưu dữ liệu là việc sao chép dữ liệu cần bảo vệ sang một nơi khác, là chính xác nha các bạn. Chính xác. Các bạn xem mình xem thử cái còn câu nào chính xác nữa không ha. Dữ liệu lưu trữ trên máy tính không thể bị mất hoặc hư hỏng. Này là dễ bị mất nhất nè. Lưu trong máy tính thì dễ bị mất lắm, là máy tính nó hư. Để bảo vệ toàn vẹn dữ liệu không cập nhật bản sao khi dữ liệu. Cái này là sai ha. Sai. Khi bạn phải cập nhật cái bản sao lưu, tức là sáng hôm nay các bạn làm được 10 phần, các bạn sao lưu lại 10 phần. Chiều hôm đó cùng ngày các bạn làm được 20 phần mà các bạn không cập nhật thì nó sẽ bị mất 10 phần kia. Các bạn phải sao lưu lại, cập nhật lại ha. Không cung cấp các chức năng backup. Hệ điều hành Windows thì cung cấp những cái chức năng backup. Backup là mình sao lưu đó. Là sai luôn. Vậy câu A là câu đúng. Thao tác nào không đúng khi gây ra lỗi. Đúng, không đúng gây ra lỗi cho các thiết bị. Rút điện ra trước khi lau dọn máy tính là đúng nha. Mình chống bị điện giật đấy, là phải rút điện ra, lau dọn là phải rút điện ra trước. Tắt máy tính bằng cách tắt điện đột ngột. Tắt máy tính bằng cách tắt điện đột ngột à, thì cái này là dễ gây ra lỗi ổ cứng và bị lỗi hệ điều hành Windows đó các bạn. Ví dụ như các bạn hình dung là máy chúng ta đang chạy, là cái ổ đĩa cứng, ổ đĩa của chúng ta đó, dữ liệu đang được truy xuất, đang được sử dụng ha. Các bạn có thể chưa có lưu, hoặc là các bạn làm cái thao tác gì đó mà các bạn chưa có lưu, thì khi mà các bạn tắt điện đột ngột thì máy Windows nó chưa kịp lưu thì các bạn có thể bị mất dữ liệu ha. Hoặc là lỗi thiết bị như bộ nhớ đang truy xuất mà bạn tắt ngang thì nó chưa kịp để mà an toàn, thì nó sẽ bị dễ bị hư, nhất là ổ cứng ha. Ổ cứng, ví dụ cái ổ cứng trong cái ổ cứng là nó có một cái đĩa inox để xoay, để nó quay vòng vòng như cái đĩa CD gì đó, nó xoay rất là nhanh, một phút nó có thể xoay được 7200 vòng, mà khi các bạn tắt điện đột ngột thì cái đĩa đang quay tốc độ rất là chóng mặt, mà nó hết điện cung cấp cho nó thì nó sẽ bị thắng. Bây giờ các bạn đang chạy xe nhanh, các bạn thắng hết ra lại thì thế nào các bạn cũng bị trầy trước à. Đây là một cái cách làm mà không đúng nha. Đọc kỹ hướng dẫn thì chắc chắn đúng rồi. Giữ tay khô sạch thì chắc chắn đúng rồi. Việc nào dưới đây không nên làm khi sử dụng máy tính? Này là ok ha. Đóng mọi tài liệu trước khi tắt máy tính là ok luôn. Tác động lên màn hình bằng các vật sắc nhọn thì cái này là dễ bị ký đầu nhất này nha các bạn. Các bạn lên phòng máy, các bạn cầm viết, các bạn chọt lên màn hình là dễ bị ký đầu nhất nha các bạn. Sử dụng chức năng shutdown để tắt máy tính, chứ các bạn không để rút dây điện, hoặc là các bạn bấm nút nguồn nha các bạn. Thì giống như tương tự trong câu trên nè, tắt điện một cách đột ngột nè. Câu 19, theo em nên làm việc nào dưới đây? Di chuyển chuột trên mặt Google là chắc chắn là không được rồi. Các bạn di chuyển chuột đây sao xài được ha. Cái này là không nên làm là chắc chắn thôi. Giữ tay khô sạch là chắc cú đúng không, là quá ok rồi. Sử dụng là phải khô sạch để thôi, là các bạn có thể bị điện, hoặc các bạn có thể bị mát bằng phím hay gì đó chẳng hạn. Vừa ăn uống vừa sử dụng máy tính thì các bạn có thể làm đổ thức ăn thức uống trên máy tính thì nó dễ, rất là dễ bị hư. Tắt máy tính bằng cách ngắt nguồn điện cấp cho máy tính thì mình đã, mấy câu trên mình đã nói rồi, là không nên ngắt nguồn điện đột ngột ha. Nên làm nên mình chọn câu B. Không nên làm, di chuyển chuột là chắc chắn không nên làm rồi, mình có thể chọn ngay luôn. Mình đọc mình thấy câu này là chắc chắn không nên làm rồi. Giữ tay khô sạch là ok, gõ nhẹ dứt khoát là ok, đóng các chương trình rồi mới tắt máy xong sẽ đau là quá ok. Phần mềm nào sau đây là hệ điều hành? Thì chúng ta có Windows 10 là trên máy tính ha. Hệ điều hành trên máy tính. Word là phần mềm để soạn thảo văn bản, Paint là phần mềm để sử dụng để vẽ
Chrome là để duyệt web, duyệt Facebook, duyệt TikTok rồi đó ha. Vậy đây là hệ điều hành nha các bạn. Câu 22, hãy chỉ ra đâu là phần mềm ứng dụng trong các phần mềm dưới đây. Phần mềm ứng dụng Windows 10 là hệ điều hành trên máy tính, Linux là cũng hệ điều hành trên máy tính luôn, iOS là hệ điều hành trên điện thoại Apple á, iPhone đấy. Còn Minmap là phần mềm sơ đồ tư duy ha, sơ đồ tư duy. Đây là phần mềm ứng dụng. Ứng dụng là phần mềm để chúng ta sử dụng, chúng ta làm một cái mục tiêu gì đấy. Phương án nào sau đây chỉ gồm các thiết bị vào. Vào là cái gì? Đưa vào trong máy tính ha. Micro là đưa âm thanh vào trong máy tính, mình nói âm thanh nó hút vô trong ha. Thì đó là thiết bị vào, nhưng máy in lại là thiết bị ra nè, nó ra ra giấy in. Máy quét là các bạn đi siêu thị đó, có cái máy quét mã vạch khi tính tiền đó, người ta quét qua ha, ta quét qua cái mã vạch ở trên cái món đồ để mà chúng ta biết được cái giá bao nhiêu, đó gọi là máy quét. Là thiết bị, đó là thiết bị vào. Màn hình là xuất chữ ra ngoài để chúng ta xem, đó là thiết bị ra. Bàn phím với chuột. Bàn phím là chúng ta đưa dữ liệu vào trong máy tính bằng những cái phím gõ, chúng ta muốn gõ chữ vào thì chúng ta chỉ sử dụng bàn phím thôi. Chuột thì chúng ta sử dụng con trỏ. Các bạn muốn đưa cái lệnh mở một cái phần mềm duyệt web đi, thì các bạn phải đưa con trỏ, cái lệnh của mình qua con trỏ và con trỏ vào trong máy tính thì chúng ta chọn. Vậy thì cái này là đưa vào nè, bàn phím là đưa chữ, còn chuột là đưa lệnh, đưa cái ý đồ chúng ta vào trong máy tính. Thì đây là cái phần mềm thiết bị vào nha. Máy ảnh kỹ thuật số là thiết bị vào, lo là áp suất âm thanh ra ngoài, là thiết bị ra. Chọn phương án đúng khi nói về quan hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. Muốn xài được máy tính thì phải cài hệ điều hành. Muốn xài không cần biết là có phần mềm ứng dụng hay không, nhưng mà muốn xài máy tính thì chắc chắn phải có cài hệ điều hành. Vậy hệ điều hành là không có phân biệt, không có phụ thuộc vô phần mềm ứng dụng ha. Nhưng phần mềm ứng dụng, các bạn muốn cài được phần mềm ứng dụng, các bạn phải bắt buộc phải có hệ điều hành. Và có những cái phần mềm ứng dụng các bạn phải phụ thuộc vô hệ điều hành. Ví dụ như hệ điều hành Windows 32 bit hoặc là Windows 64 bit. Có những phần mềm ứng dụng chỉ chạy được trên Windows 10 mà không chạy được Windows 7 hay Windows XP ha. Rồi, ví dụ như trên điện thoại các bạn thì có hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Thì có những cái phần mềm bên Android chạy được, nhưng mà đem cái phần mềm đó mà qua iOS thì nó chạy không được. Vậy thì bắt buộc phần mềm ứng dụng sẽ phải phụ thuộc vào hệ điều hành, còn hệ điều hành thì sẽ không phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng. Thì mình coi cái ý đó là câu nào nha. Hệ điều hành phụ thuộc là sai, phần mềm ứng dụng phụ thuộc về điều hành. À, đây là đáp án đúng đây. Hệ điều hành và phần mềm không phụ thuộc, phụ thuộc nha, theo cả hai chiều thì không chính xác lắm ha. Chỉ có phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành thôi. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập không phụ thuộc gì nhau là sai. Tiệp có đoạn phần đuôi mở rộng chấm đốc thuộc tiệp tin gì ha? Thì đây là một cái file Word chấm đốc ha, hoặc là docx, đó là đều là cái phần đuôi mở rộng của cái file Word Microsoft Word. À, các bạn nhớ nha, Word là chúng ta phần mềm soạn thảo nè, đây là chúng ta đang sử dụng nè, các bạn thấy cái tên nè ha, đề cương ôn tập, chấm dấu, chấm đốc nè, chấm đốc hoặc đốc ít là Word ha. Chấm MP3, nó có cái đuôi MP3, bạn nhìn vô thấy cái đuôi MP3 đó là cái file âm thanh, cái file nhạc mà các bạn nghe bằng âm thanh thôi, không thấy hình ảnh. Chấm MP4 là một cái file video ha, thì có âm thanh hình ảnh luôn. Chấm JPG là cái file hình ảnh, thì các bạn nhìn vào đây các bạn biết ha. Thì chấm docx là Word, đây phần mềm Microsoft Word nha các bạn. Đáp án nào sau đây là tiệp tin của phần mềm Microsoft Excel. Excel là trang tính đó các bạn, bảng tính mà ha, bảng tính thì bảng điểm chấm xlsx, chấm xlsx hoặc là chấm xlsx, đây là bảng tính Microsoft Excel ha. Chấm cơm là một cái chấm cơm cũng không rõ đây là cái gì. Chấm cơm thường các bạn gõ trên trình duyệt facebook.com ha, facebook.com. Chấm đốc là của một cái file Word
.et là một cái file thực thi, các bạn tải những cái chương trình cài đặt trên mạng về thì nó có cái đuôi là .et ha. Còn .xls là file Excel. Ok. Microsoft file 16 không cho phép lưu văn bản thành loại tiệp tin nào, thì hoặc là lưu hình doc hoặc là docx. HTML đây là một cái file định dạng cũng là dạng văn bản, có thể chúng ta lưu thành một cái này. HTML là một cái phần lưu mở rộng của một cái trang web, ha. Thì Word thì cũng có hỗ trợ cái đó. PDF thì chúng ta cũng có thể lưu lại. PDF là một cái file văn bản mà chúng ta không cho chỉnh sửa gì cả ha. Thì chúng ta có thể lưu từ Microsoft Word trở thành PDF. PPTX đây là một cái phần mềm giáo án điện tử. Rồi thôi để tôi đây thầy cho các bạn xem luôn ha. Chúng ta vào file nè. Ở khoan để câu hỏi là gì cái đó. Microsoft Word 2016 ha. Thì chúng ta đang xài 2016 đây. Chúng ta vào file file CLA. Thì các bạn thấy nè, đây là cái phần đuôi đây. Nó có dấu ít nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây, dấu ít. Rồi chấm đốc. Đây đốc đây. Ha. Rồi PDF đây, có cái phần đuôi mở rộng là PDF. Và HTML đây, HTML. Chỉ có PPT hay là PPTX là không thấy thôi ha các bạn. Vậy là chúng ta chọn cái đáp án D. Ok. Trong hệ điều hành Windows để xóa vĩnh viễn một tiệp tin hoặc thư mục không đưa vào recycle bin. Recycle bin là cái thùng rác các bạn. Các bạn xóa vào bình thường thì nó sẽ vào nằm trong thùng rác cho các bạn có thể khôi phục lại nó ha. Còn các bạn muốn xóa vĩnh viễn không thể khôi phục được thì các bạn nhấn cái thầy phím shift delete, nhớ nha, nhấn shift delete là nó sẽ mất trắng luôn, chúng ta không thể nào phục hồi được. Và ok ha. Rồi thì có một vài câu tham khảo các bạn nên nghe, các bạn nên nghe giải thích để các bạn có thể hiểu kỹ hơn ha. Thì thầy dừng cái video ở đây, hy vọng là các bạn có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tập. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn.